Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ test lại một lần nữa về con Sony CFD700, một trong những cái dàn boom box phải nói là với cái một cái giá thành cực kỳ hợp lý, mang đến chúng ta một cái trải nghiệm thanh rất là tốt, rất là tuyệt vời. Kế đẹp, mặt gương chúng ta thấy nè, đây mặt gương đèn bóng và có một cái màu hơi tím than một tí, và có một cái bát súp. Có cái bát súp đây, làm sao đây rất là to. Thì hứa hẹn sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm âm bát cực kỳ sâu và mạnh. Có hai cái đèn màu đỏ nằm trên này, đèn màu cam chứ không phải là màu đỏ, thì rất là nhìn rất là cá tính. Thì bây giờ mình sẽ thấy cái âm của con của cái thằng CD này. Về CFD700 thì có phải nói là hai cái anh em mà đã chơi từng rồi thì khó mà không hài lòng về nó, bởi vì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm thanh tốt hơn. Ở trên đây có cái cần đèn CD, ở đây cái bán mỗi hộp cái set đều có một cái phím đi kèm, và nó đi liền với cái khay đĩa luôn, với một cái khay băng luôn, và cái tính mỹ thuật của nó rất là cao. Thì bây giờ em sẽ test cách âm trước của con CD cho bạn nghe, mời các bạn thưởng thức ạ. Ở trên đây là nút play của CD. Chúng ta có thể tùy chỉnh equalizer 4 bên và một cái thanh điều chỉnh bass ha. Mời các bạn thưởng thức ạ. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày lòng người
ngày thay đổi. Đời linh có nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên mái. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe. Vừa rồi là bài Tết qua khả năng chơi CD của CFD 700, một trong những dàn bơm bóp phải nói là rất là hay. Nếu mà không hay cứ hoàn lại tiền em nói, đảm bảo là các bác sẽ không có gì mà phải thay tiền được dòng CFD 700 này cả. Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip tiếp theo. Nếu có thắc mắc hay muốn em làm một cái bài review nào thì hãy comment bên dưới, em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc. Nhưng đừng quên đăng ký kênh YouTube của em để luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất, cũng như là những cái dạng âm thanh hot, độc, đẹp và hay đến từ thương hiệu LB Audio. Xin cảm ơn tất cả các bạn.